lại là thứ hai rồi. Đùa mình chứ? Cậu có biết gì về cái này không? Đừng nói nữa coi. Tớ chả biết đáp án nào đâu. Nên cứ đoán đại vậy. Thế nào cũng rớt cho xem. B hay C nhở? Hay là chọn hết luôn? Bực mình quá. Không chắc chắn câu này. Rồi ơi. Tổ tiên chỉ con đáp án với. Chẳng được luôn. Cậu bị sao thế? Joey biết hết đáp án mà nhỉ? Đừng lại gần tớ. Quá đáng thật. Che thế thì sao mà tớ copy được? Đừng động đậy nữa coi. Nó nỉ đó. Tớ không muốn rớt nữa đâu. Bài này đơn giản như đang giỡn ấy. Làm thế này nè bà con. Mình giỏi ghê. Hết giờ rồi cả lớp. Bài kiểm tra hay quá cô ơi. Nhảm dễ sợ. Đến giờ làm việc mình thích rồi đây. Bài này vui thật đấy. Hồi hộp muốn xỉu luôn đó. Giỏi lắm cả lớp. À chứ hả? Mình thảm hại quá đi. Đấy, là em rồi. Trao vào bộ sưu tập thôi. Hay là mình sửa một tẹo tèo tèo nhỉ? Đúng rồi quạ, cô cứ ngủ ngon nha. Chuyển luôn, mình làm học sinh xuất sắc rồi. Chỉ cần hai đường bé bé thôi, mình đúng là thiên tài. Thấy chưa nè, tôi thông minh mà. Cuộc đời mình thế là đi thong. Gì vậy? Olivia được điểm cao hơn mình à hả? Không thể nào, mình sẽ không bao giờ đến lớp nữa đâu. Trời đất. Mình vào nhà vệ sinh để khóc đây. Tiếp theo là gì ta? Một cục Rubik đó. Cái này hơi căng đó. Một cây thước và một cây bút chì sao? Tớ biết rồi. Mình sẽ dùng thước để kẻ một đống đường thẳng. Mấy góc này sẽ làm tranh của mình biến thành hình 3D đó. Nick đang làm gì vậy ta? Làm sao mà xịn thế nhở? Chỉ cần xoay giấy thôi hả? Phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều đó nha. Đổ bóng đúng thì hình sẽ sống động lắm đó. Thấy không nào? Dùng bút chì để thêm tí tương phản nè. Sắp xong rồi. Tiếp theo là một chút đổ bóng nhạt màu xịn xò. Khó thấy lắm đó. Đổ bóng thế này để hình nổi lên đó. Chuẩn chỉnh rồi. Sao mà cậu ấy làm hay vậy ta? Nó nhảy ra khỏi tờ giấy luôn kìa. Đỉnh của chóp luôn. Chiêm ngưỡng nè. Đấy. Bút chì tới đây. Tớ cũng muốn thử nữa. Xem này. Cái gì vậy ta? Nó di chuyển đó ạ. Wow. Vẽ tốt lắm Nick. Cứ như thể mấy cái này đang bay vào mặt mình ấy. Lại gần hết nào. Nhìn này. Coi cậu ấy hâm hâm kìa. Ha. Quan sát những màu sắc bay bổng này đi bà con. Đã trắng mặt chứ thế. Một cú xoay nữa này. Và hoàn thành. Ôi toang rồi. Hả? Mặt cô có gì à? Cứ như là trang điểm kiểu trừu tượng ấy. Cô chưa bao giờ nhìn thấy mẫu trang điểm nào như vậy hết. Phải nhanh nhanh chứ. Lũ học sinh quậy sắp ùa vào rồi. Dặm thế son chả ảnh hưởng đến ai đâu. Món trang điểm này thơm thật đấy. Em chào cô ạ. Không được trang điểm nhé. Này này Olivia. Sao mấy cái quyết định này lại chừa giáo viên ra nhỉ? Không công bằng tí nào luôn. Mình ghét đi học. Giờ sao ta? Sao cái lược lại nằm trong tóc mình vậy? Mình còn giấu được cái gì nhỉ? Em đó hả Olivia? Cái gì nằm trên đầu em thế hả?
Cô thấy được à? Tròn ghê. Chào gái. Giúp tớ cái này với. Cái gì nào? Ngon lành. Hai em đang làm gì đấy hả? Có mang đồ trang điểm vào lớp không đấy? Bình tĩnh nào. Hai đứa em giấu gì thế? Đâu có đâu cô. Rồi, trông ổn đấy. Suýt thì toang. Có ai biết câu trả lời không nào? Em thích cái này hơn cô ạ. Ai xung phong nào? Trời ơi. Cái gì vậy trời? Ui. Xin lỗi nhá. Liêu. Em mới đi xăm môi hay sao thế? Dạ vâng. Cô thích không ạ? Nghĩ sao vậy? Đi rửa mặt nhanh đi. Đúng là trẻ con. Xin lỗi ông bạn. Muốn nổi bật trong đám đông sao? Chà, nhưng như này thì hơi quá. Hả? Trừ khi các bạn sáng tạo thêm một tí. Chỉ với một bước thôi, các bạn có thể chỉnh sửa bất cứ cái gì, thậm chí là vết cà phê đổ vào áo. Cũng chỉ là một thứ giúp bạn trở nên có 102. Quá chất đúng không? Mình còn phải ngồi đây bao lâu nữa vậy? Mình có làm gì quá kinh khủng đâu. Trang điểm một tí thì đã làm sao? Nhìn mình như quỷ vậy á. Phải gọi Lưu gấp thôi. Không biết Olivia ở đâu nhỉ? Cậu ấy nhắn kìa. Một tấm hình đầy đồ trang điểm. Bấm của tôi. Leo, tớ nhận được tin nhắn của cậu rồi. Có ai quanh đây không? Nè, cậu là người hôm của tớ đó. Ahem. Đừng có mơ nha. Suýt thì được rồi. Chào nha. Mình chả vẽ được gì cả. Lưu đấy à? Nghệ thuật ngụy trang đây mọi người ơi. Thằng nhóc này tưởng mình đang vô hình hay sao vậy? Cậu này ấm đầu mất rồi. Này nhóc, em tưởng cô mù hả? Cô làm hỏng mọi thứ rồi. Rồi. Trở lại nữa sao? Ừ đương nhiên rồi ông ơi. Cậu ta có nói chuyện với ai đâu. Dùi à, phấn mắt của mình. Trên thìa của cô ấy có vết son hả? Cậu ta chẳng làm nên trò trống gì cả. Xăm được rồi. Em được ăn steak phải không ạ? Ờ. Biết mà. Lấy đi. Là son kìa. Thế tớ sao nè? Cậu là số 1 đã, tớ yêu cậu. Mà tớ phải về chuồng đây. Nhìn mình như người mẫu luôn á. Sao tớ lại có tờ giấy này nhỉ? Hai em có thích chú heo đất bé xinh này không? À, em hiểu rồi. Đầu tiên là vẽ mấy trái tim chiếu chiếu nè. Rồi mọi thứ sẽ đơn giản như đang giỡn luôn. Mình đang vẽ kìa. Chắc mình cũng phải thử thôi. Có gì để mất đâu. Đâu ra cả đống bụi phấn luôn này. Mình thắng vòng này chắc rồi. Thêm vài nét ở đây nữa thôi. Chắc mình phải dùng ngón tay nhỉ. Đây là mắt của heo nè. Thấy không bà con? Là heo xinh đó. Đừng quên cái thân nha. Sắp xong rồi nè. Tranh của Nick xinh đấy. Phải có màu vào nữa mới sinh động nè.
Ok là thêm chiếc đuôi là xong rồi. Đấy nhá. Hoàn thành. Chào bức tranh thắng cuộc đi bạn Hiền. Tranh của tớ thì không cầm lên được. Để cô xem nào. Ổn lắm nhá. Nhiều bụi quá. Trời ơi Melanie à. Em xin lỗi ạ. Hả? Có là gì bùa. Các em sẽ vẽ một cây kéo. Sao mà khó điên đầu thế nhỉ? Thôi tớ chuyển trước nhá. Bắt đầu nào. Tớ sẽ vẽ quanh cái kéo này một phát. Ở đây trước nhé. Rồi xung quanh tay cầm. Rồi nè. Được đó chứ. Cậu ta đang làm gì vậy trời? Giờ đến bước cắt xé nè. Mình có đủ hoa tay cho trò này không nhỉ? Cẩn thận cắt vào tay đấy. Cái gì thế ta? Thôi kệ. Cái đống gì bay tung tóe vậy trời? Cứ nhảy vào hình của tớ suốt. Các bạn đã đoán ra được tớ vẽ gì chưa? Cậu bé này sống trên cây và thích ra ngoài vào buổi đêm đó. Hú? Chuẩn luôn, lúc nào nó cũng hú. Là anh bạn cú bé nhỏ của mọi người đây. Dễ thương xỉu luôn nhỉ. Gần xong rồi. Chuẩn từng cm luôn. Chỉ cần thêm chút màu mè nữa thôi. Mấy cái bút dạ quang này đỉnh thật. Sắp hoàn thiện rồi đấy. Ta-da. Thú vị đó. Tác phẩm của Melanie cũng hay không kém đó. Giỏi lắm các em. Đỉnh luôn. Nhưng mà ai sẽ dọn cái đống này đây? Đầy quần tớ luôn rồi. Khổ thân. Vậy là phần thưởng thuộc về Melanie rồi. Để xem nào. Chuẩn, xanh lá đi. Mình sẵn sàng rồi. Nhiều giấy thế nhỉ. Kệ đi. Má ơi. Olivia hả? Cậu ở đâu ra thế? Để đó tớ. Cậu ấy có lấy bút dạ cho mình đâu. Ủa? Hả? Ôi thôi nào. Xong, tớ không muốn ngã sấp mặt đâu. Đúng là đồ ngốc. Chào nhé Olivia. Tí nữa là cậu ta làm mình muộn giờ rồi. Cuối cùng thứ 6 cũng đến rồi. Tụi mình thực sự đụng hàng nhau vào hôm nay đó hả? Cậu biết tớ thích màu vàng cơ mà. Chào hai gái. Sao đứa con gái nào cũng mặc áo giống tớ thế này? Và cả một đứa con trai nữa. Tớ mặc lại cái áo khoác ngay đây. Nhưng mà có ai cố ý đâu chứ. Thôi thì mặc đại cái áo thun nào lên vậy. Cái nào đơn giản một chút. Nhưng tớ có ý này. Muốn chỉnh sửa áo thun không nè? Dùng một cái nĩa để xoay vải áo lại, như là cuộn mì spaghetti vậy đó. Rồi buộc dây chun lên cái áo tùy ý, 3 hoặc 4 dây là được rồi. Rồi ngâm nước cái áo nhé. Hãy chắc chắn là ướt hết cả cái áo luôn nha. Tiếp theo là cho màu nhuộm lên trên áo. Mỗi màu một phần là tốt nhất. Cũng đừng lo nếu màu chảy lan qua dây chun nhé. Giờ thì chỉ cần để cho nó khô lại thôi. Và xem thử nó trông sẽ ra sao nhé. Gỡ hết dây chun ra, trải áo ra và ngắm nghía kiệt tác của mình đi nào. Xem cái áo xinh đẹp này đi. Có người không lo lắng về chuyện đụng hàng sao? Chính là cô nàng này đây. Cậu ta mua cái áo đấy ở đâu thế? Cố mà tìm cái áo này trong cửa hàng đi nhé.
Mình chưa bao giờ thấy cái áo nào như thế cả. Cứ tự nhiên chụp hình tớ đi nha. Tự nhiên đi. Là que sao? Wow. Đúng thế, vẫn là que thôi. Mình trông vẫn chất mà, đúng không? Mỗi ngày một trái táo nè. Ăn bỏng mà không có phim xem thì còn gì bú nữa chứ. Mà thêm cái này chắc ok. Kể tôi nghe đi. Gì chứ? Từ nhớ cậu bảo anh ta chưa có bồ mà. Tớ sẽ mời anh ấy đi chơi cho xem. Ờ, đương nhiên rồi. Không, tớ không có hâm đâu Hana. Bye bye. Dạ, cô ơi, em tặng cô thêm trái táo ạ. Ôi, cậu bé này ngọt ngào thật. Nhưng cô thích chuối hơn đó. Thằng nhóc này định đầu độc mình hay gì? Anh Joey chuẩn bị biết tay tôi rồi đấy. Thế này là sao trời? Muối của Liv ấy hả? Cô làm hỏng quả táo rồi. Xin lỗi nha. Làm quá dễ sợ. Tớ hết kiên nhẫn rồi đấy nhá. Không thể chịu nổi thêm nữa. Đôi giày mới của mình cuối cùng đã đến rồi. Trông đẹp hơn nhiều so với ảnh luôn. Ôi, một màu trắng tinh khiết, không bị bụi bẩn bám vào. Có ai ở ngoài này không ta? Thì tớ sẽ làm một chuyện hơi điên rồ một tí. Phải giữ đôi giày thật sạch sẽ bằng bất cứ giá nào. Chỉ vài bước nữa thôi. Thật sự mong là mình có đủ giấy. Cẩn thận chứ. Suýt thì tiêu. Một tách trà nóng ở hướng 12 giờ. Và không có nắp trong tầm ngắm. Trời ơi. Tin nổi không trời. Tôi phải ra khỏi đây. Nơi này như một cái bẫy chết người vậy. Ôi trời. Olivia đang chạy đến ôm mình kìa. Lỡ chân một phát là đôi giày như tiêu tùng luôn. Đừng ôm tớ Olivia. Năn nỉ mà. Rồi ôi. Tớ dẫm phải cái gì thế nhở? Ôi cha. Hình như tớ dẫm vào chân cậu mất rồi. Trời đất, quỷ thần thiên địa ơi. Tại sao lại thế này nhỉ? Gớm quá đi mất. Sao lại phải khóc lóc khi cậu có thể chỉnh sửa nó chứ? Lấy băng dính da nhiều tầm này và dán nó vào mặt bên giày của các bạn. Đừng quên đế giày luôn nhé. Khi đôi giày trông như thế này, lấy dao dọc giày ra và dọc dọc theo thiết kế bên ngoài của đôi giày. Bắt đầu bóc băng keo nè, để có lớp họa tiết như thế này. Giờ thì tới phần sơn lót. Phun toàn bộ đôi giày như thế này. Và sau đó là phần nhuộm màu. Phun màu vào một bồn nước. Màu sắc phải có hình vòng tròn như thế này. Sau đó nhúng mặt giày xuống nước. Giữ nó thật chắc. Khi sơn khô thì bắt đầu gỡ lớp băng keo ra. Và mời các bạn chứng kiến điều kỳ diệu xảy ra. Xem đôi giày có 102 này đi. Không còn nỗi lo lắng bị dính bẩn nữa rồi. Nhưng cũng đừng quá tự tin. Vì đôi giày không có phần chống tai nạn đâu. Không đời nào. Mình phải làm gì bây giờ? Toàn là phần thế này. Được rồi, đừng hoảng tôi ơi. Đi rửa giày ngay và luôn thôi. Mình nghĩ ra rồi. Alo? Em còn nhớ vụ hôm nọ tụi mình nói không? Dạ, có chứ. Em tới liền đây. Không biết là ai thế nhỉ? Chị đi nhầm bay đến gặp mấy em đó nhá. Công nhận chị ấy xinh thật. Chào nhá. Cô bé này sẽ là người mẫu của các em đó. Đúng bài mình rồi. Tác phẩm của mình sẽ đơn giản một tí. Thế là xong. Này Ninh ơi. Alo, alo. Chào cậu đấy. Nhiều vây quá đi.
Mình biết rồi, mình sẽ dốc hết tâm can này để vẽ. Nhìn nguệch ngoạc thế hả Nick? Tóc của chị ấy thật dài và xanh óng luôn. Cái đuôi thì xinh xẻo hết sức. Chắc là bơi đỉnh lắm. Chắc là ổn rồi đó. Mọi người nhận ra đây là một chú cá phải không? Đội này đã tại anh chàng ngẩn ngơ nhé. Rồi ơi, răng xuôi rồi. Sao mà giống thế nhỉ? Không thể tin nổi luôn. Ôi không, tranh của mình chán òm luôn. Vâng, là một con cá ạ. Trời đất, sao lại vẽ như thế? Vâng, tiên cá xinh hơn vậy nhiều nhỉ. Chúng ta sẽ khử trùng vào thứ tư đó. Ổn hơn nhiều rồi. Không thật. Bút chì của mình đây, tài liệu đọc thêm nữa. Suýt thì quên, mình không được nhai xinh gum trong lớp. Cậu còn biết đó là rác không hả? Dán dưới bàn là được rồi. Gì? Ở bẩn vậy má? Ê ôi, như bại rác ấy. Này, cho tớ mượn cây coi. Cậu không bẻ bút của tớ đấy chứ? Có lẽ quần áo cũng không tệ lắm. Hình như cậu ấy mê cục xinh gum đó lắm. Đồ của tớ mà. Cậu ấy sẽ nghiền cây bút thành từng mảnh mất. Trả tớ đây. Nè, tớ không dám chạm vào nó nữa đâu. Một đống vị trùng luôn nè. Kinh quá đi mất. Xong rồi, tập trung học nào. Ôi vế, cậu biết đó là cái bàn không vậy? Ừ, rồi sao? Ai đó mang cho cậu ấy đồ chơi nhai đi trời. Không biết mấy cục này còn bị không ta. Chán thật. Chắc mình bị gì rồi quá. Lần thứ ba rồi. Hết tiết rồi. Lấy điện thoại lại thôi. Bắt đầu nhắn tin check Facebook điên cuồng nào. Tớ muốn lấy lại điện thoại. Nhưng sao mà tìm thấy nó đây? Sao cậu biết nó là của cậu vậy? Ơ, mẹ gọi này. Alo. Mẹ cậu này. Con nghe. Của cậu đó Kylie. Alo, con nghe nè. Ôi chà chà, điện thoại của ai trông cũng giống nhau thế này. Có của tớ không? Đây rồi. Giờ thì chỉ còn hai cái thôi. Má ơi, selfie gì nhìn ghê vậy gái? Nhưng tấm này còn gớm hơn nữa này. Vậy là giải quyết xong vấn đề rồi nha. Tớ sẽ không thể để chuyện này xảy ra nữa đâu. Cắt một miếng bọt biển thành từng miếng như thế này. Gỡ ốp điện thoại ra và sơn nó với sơn móng tay yêu thích của các bạn. Các đốm màu ngẫu nhiên như thế này cũng khá là đẹp. Thêm các dải kim tuyến lên nào. Lấy miếng bọt biển ra và tán mọi thứ thật đều tay. Mọi người thấy các màu pha trộn lại chưa? Lặp lại quá trình này vài lần. Như vậy các bạn sẽ có được một lớp hoa văn thật độc đáo. Lấy một que tăm và dùng nó để bắn màu sơn móng tay trắng lên. Trông khá là chất đấy chứ. Giờ thì tán thêm một lần nữa. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, sơn một lớp phủ lên trên cùng. Chỉ cần đổ nó ra thôi. Và khi đổ sơn bóng ra rồi thì phết nó ra. Giờ chỉ cần chờ sơn khô lại thôi nè. Selfie cũng sẽ thích hơn nhiều đó. Ô này, giỡn hay thiệt vậy? Hình như cậu đã tạo ra xu hướng mới rồi Olivia. Trở nên khác biệt cũng cực khổ quá ha. Vẫn đang ngủ à, lợn Claire? Dạo bờ hồ vào sáng sớm thôi nào. Oh yeah. An toàn là trên hết.
đi mua bánh mì ăn sáng thôi. Cái xe này chạy nhanh cỡ nào ta? Xong đời rồi. Có lẽ đời chưa xong đâu nhỉ? Không, toang thật rồi ông giáo ơi. Claire sẽ xử đẹp mình mất thôi. Mà khoan đã, mình vừa nảy ra một suy nghĩ thiên tài. Mong là cái này có tác dụng. Claire, trò chơi kết thúc. Xe của mình bị cái gì thế này? Trông như một món quà sinh nhật khổng lồ vậy. Sao nó lại bị bọc hết lại thế? Bao bọc hết mọi ngóc ngách luôn ý. Cả gương cũng bị bọc lại luôn. Sao mình vào trong xe được đây? Còn xe yêu dấu của tôi không đáng bị như thế này. Sao Olivia lại làm chuyện này nhỉ? Mình phải tìm hiểu xem có chuyện gì khuất tất không mới được. Mệt mỏi hơn mình nghĩ. Lớp giấy gói như vô tận luôn ý. Giống như món quà sinh nhật mà mình không bao giờ muốn nhận. Gì đây? Sao mấy trái bóng ở trong xe thế này? Xé thêm một lớp giấy gói nữa. Vết xước này đúng là to như con tịnh rồi đây. Để là mình phân tâm hay sao? Nhưng mà có bao nhiêu quả bóng trong này vậy? Có nên mở cửa không đây? Thôi thì liều vậy. Vẫn còn một thử thách nữa đó. Tiếng gì vậy ta? Tự nhiên tớ muốn nhảy nhót quá đi. Mình sẽ để tay thỏa sức di chuyển. Mình chưa từng nghe bài này luôn. Nhưng hơi bị hợp gu mình á. Quá xa nè. Chuẩn luôn. Tiếng guitar bass này đúng là đỉnh. Wow. Wow. Tóc mình hả ta? Tớ chả nghe thấy gì cả. Mấy đứa sao rồi? Hay ho rồi nha. Vẽ đẹp lắm. Sao chẳng có gì vậy? Là ca sĩ Billy đó hả? Để chị ký tên cho Van nè. Ôi, mình xỉu mất thôi. Mình xỉu ngang đây. Tớ nghĩ thế này không ổn đâu.